Escape until Friday. Trốn thoát cho đến thứ sáu. Và hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ sáu. Cho nên là mình để dành game này hôm nay mình mới chơi đó. Sunday, chủ nhật. Aha. Bla bla bla. Có một thằng nhắn tin cho mình. Hello. Xin chào. Mình có nên xin chào hay là mình nói chuyện gì đang xảy ra đây vậy? Mình nói xin chào đi. Xin chào. Nói thẳng vào vấn đề nhé. Bạn đã phạm một cái tội rất là nghiêm trọng và sớm thôi bạn sẽ bị trừng phạt. Tôi đã phạm tội gì? Chấm hỏi. Oh yeah, tôi quên mất. Bạn bị đập vào đầu cho nên là có lẽ bạn không nhớ được nhiều thứ lắm. Nhưng mà hôm thứ sáu vừa rồi thì bạn đã bị trừng phạt vì cái tội của bạn. Nhưng mà bây giờ thì bạn có thời gian để nghỉ về những chuyện bạn đã làm nếu như bạn nhớ lại được. Tội gì mà bạn đang nói về đấy? Tôi không hiểu. Oh, sớm thôi bạn sẽ nhớ tất cả mọi thứ mà. Is this? Dễ vậy, ngon ăn vậy. Rừng đồ lúc nào? Screwdriver. Cái này có thể là cái tu vít đấy, my friend ạ. Làm sao mà xài được? Fucking hell. Oh. Oh shit, gì đây? Điện pin. Mình hơi tối một tí nhưng mà cũng được. Mình cất cái tu vít vào đây nha, my friend. Điện pin thì mình sẽ cầm. Leo được không? Ôi, leo được này. Ơ, thằng này nhốt mình mu vậy. Nghe tiếng bước chân. Nghe tiếng bước chân ngoài, mấy friend này đúng là có tiếng bước chân bên ngoài á. What the fuck, hết hồn mày. Con nhân vật nó vừa nhìn bằng hai con mắt của nó là mình giật cả mình. Tắt đèn pin đi. Wow, hello. Nhốt mình dưới tầng hầm mà mình mò được lên tầng bếp nhà nó rồi. Hello. Chắc chắn là không ra được cửa chính rồi, tại vì chắc chắn là sẽ có một cái chìa khóa gì đó. Nó khóa rồi, mấy friend hiểu không? Một viên đạn nữa. Trốn được vào tù à? Mày cứt sợ không mấy friend ơi? Mình chơi game hay nhập vai lắm. Mình sợ mày cứt rồi đấy. Fuck. Chìa khóa. Nó đâu rồi? Nhà rộng thế. Ê? What the fuck? Mấy cái còn lại là mấy cái chỗ này. Cái gì đấy? Nước ngọt à? Thank you. Uống vào để lấy lại năng lượng, mấy friend ạ. Lên lầu đấy sao ạ? Ừ. Lượm được cái còi, mấy friend ơi. Cắt hết mấy cái này nha, mấy friend. Không nghe thì bước chân nó đi đâu rồi á. Má nào đâu đến vậy? Uya nó đấm cho mình mất 1/3 máu rồi. Bạo lực. Ơ, sao anh cho em ăn? Thời gian trôi qua thật là nhanh. Hôm nay là ngày thứ 3 của cái sự chuộc lỗi của cô vậy đó. Fucking hell. Khi mà tao ra ở đây là mày phải trả giá đó con chó. Tao không thể đợi đến lúc mà mày xuống đây tìm tao. Thả em ra đi anh ơi, làm ơn đừng giết em đâu có làm gì đâu. Rồi ok. Em xin lỗi. Nó kìa. Hello. Xin lỗi, rig game mấy friend ạ. Thằng đó không phải nói vậy thì cũng kỳ quá. Thực ra là thằng đó nó bị bệnh thoái hóa cột sống ấy mấy friend. Nhưng mà nó chui vào thì nó rất là đau đớn mấy friend hiểu không? Chứ không phải là nó không chui vào được. Thật là đáng buồn. Thoái hóa cột sống là một cái bệnh. Fucking hell.
Có tí bước chân đi lại đây. Oh shit, đi ngang mặt mình kìa. Nhìn cũng đẹp trai với lại phong độ với mấy friend. Nhìn mặt cũng thánh thiện lắm mà tại sao đi bắt cóc người khác như vậy? Ngày thứ tư mày friend. Mày không cho tao đồ ăn, tao lấy đồ ăn tao ăn một mình. Ngon. Khaki my friend, chìa khóa hả? Ờ chìa khóa ô tô đó. Mình bảo tự nhiên car door là cái đinh gì? Vậy là mình sẽ trốn thoát vào ô tô my friend này. Viên đạn này này. Động thị phộng, mình tìm ra sống cái thằng chó này nó chết. Chết ngay ngày hôm nay luôn chứ không phải chờ đến ngày thứ 6 đâu. Hello? Fucking hell. Freedom, freedom. Phải cửa này. What the fuck, giờ này rút điện thoại này con điên này. Vậy kích bây giờ mình đã dí ngoài này. Mất luôn chìa khóa màu xanh. Ơ fucking hell. Bây giờ phụ giờ sao ta? Nó rồi. Giờ mình bối rối có mấy cái này. Ha ha ha. Làm gì nhau? Thứ năm mấy đây. Còn một ngày nữa là mình lên đường. Ừ, vậy kích. Nhanh như con chó vậy, làm tao hết rồi mày. Yes, fucking hell, fucking yes. What the fuck is this? Lên đi bần đạo ý. Không lên được thiếu một cái chân. Hả? Ăn cứt rồi mấy friend này, ăn cứt rồi. Trốn được vào đây hả? Hả? À. Xong, game over mấy friend. Một cái chết gọi là êm ái rồi không? Mình không phải đợi đến ngày, không cần phải đợi đến ngày thứ 6 nó giết mình kiểu gì hết. Nó kìa. Nó lên lầu. Thôi chết tôi rồi. No. Fuck this game, my friend. Game over. Woo! Cái gì vậy? GG Commandera. Cho nó đấm niềm được, mình có đồ hết rồi mà. 1-2 mà là 3-6 hả? Vậy số 2 mình có thể lụi được. 1-2-3-6 my friend. 1 là 2, 3 là 6. Bây giờ mình lụi cái này thôi. Hiểu không? Đó, easy. Adu. Adukin. Vậy là xong, hết game rồi mấy friend. Liệu được cái kéo này là mình chạy thôi chứ gì nữa. Ok, Thursday my friend. Thứ năm my friend, còn ngày này là mình chết. Thật là đáng tiếc. Ngày mai cô sẽ chết. Cô có ước muốn gì không? Tôi muốn anh xuống đây cùng tôi. Ngày mai. Cô có hỏi gì nữa không? Anh có gia đình không? Chuyện nó không liên quan đến cô. Fuck you. Mầm. Thank you. Let's go my friend. Cùng nhau tẩu thoát nào.
Măng 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 có cái gì trong người lên hết. Ok, let's go. Last day my friend, ngày cuối cùng. Gãy sớm rồi chứ. Cục kích.com ai đã giải thích cho mình coi. Nó đấm xuyên tường à? Mày có phải là người không như con chó? Cái gì vậy my friend? Nó đấm mình xuyên tường kìa. Mày hết hồn. À, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Chấm 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 hoi 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 chấm hoi hoi chấm hoi. Rồi mình đi đây, tạm biệt. Bữa này lại vui vẻ nha. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye. Hồi này đáng lý mình được như này rồi. You escape. Easy game. Game mà đơn giản vậy thôi mấy bạn ạ. Now we blasting off into the ozone. The way we kicking in the dojo was local for show, though we paid the